Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án, nhưng mà đến với những cái vụ án nó hơi mang tính chất kỳ cục, kỳ lạ chút xíu, đó là những cái vụ án mà liên quan tới mộng du, giết người trong giấc mơ các bạn. Như mọi người cũng đã biết thì mộng du ở nước ngoài người ta gọi là sleepwalking, tức là đi trong giấc ngủ, còn ở Việt Nam thì còn có thể gọi là miên hành để chỉ một cái trạng thái đặc biệt mộng du người ta định nghĩa là một cái loại rối loạn giấc ngủ xảy ra khi người bệnh đi hoặc làm một cái hành động nào đó trong khi họ đang ngủ những người mộng du hoàn toàn không biết hoặc là không thể nào mà nhớ nổi cái chuyện người ta làm ở trong giấc ngủ hết bởi vậy khi mà phát hiện ra được mộng du là toàn là người khác thấy mình đang làm cái gì đó người ta mới phát hiện ra mình bị mộng du thôi chứ tự bản thân mình không biết mình bị mộng du được các bạn và theo khoa học thì mộng du có thể gặp ở bất cứ con người nào bất cứ lứa tuổi nào và những cái yếu tố thúc đẩy cái chuyện mà bị mộng du đối với người lớn thì thường là những yếu tố như là bị stress hay lo âu mất ngủ hoặc thậm chí là rối loạn tâm thần đã có nhiều trường hợp trên thế giới về mộng du rất là kỳ lạ Ví dụ như chuyện một cô gái 19 tuổi có tên là Taylor, người Mỹ sống tại bang Colorado các bạn. Đã từng đi bộ 14 cây số trong khi ngủ. Trước khi mà xảy ra cái sự việc này thì cô ta cũng thường hay bị mộng du lắm, nhưng mà hồi trước là chỉ ôm cái gối đi vòng 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 trong nhà thôi. Có cái lần đó là vào tháng 10 năm 2015 là không những cổ đi vòng vòng trong nhà mà cổ mộng du phi thẳng ra ngoài đường luôn các bạn. Rồi cổ cứ đi như vậy đến nhà người quen của cổ, cái khoảng cách là 14 cây số. Ở trên đường đi thì người ta nhìn thấy cổ lạ quá, mặt có cái bộ đồ ngủ mà chân thì đi chân đất, cho nên người ta đã báo cảnh sát. Và khi cảnh sát đã tìm được cô ta ở bên nhà người thân thì cô ta lại đang tiếp tục ngủ với bạn. Và lúc tỉnh dậy thì cô ta cũng chả hề nhớ được cái chuyện mà mình đã đi bộ tới mười mấy cây số như vậy. Một trường hợp khác có một anh tên là Harwin, anh ta làm y tá ở xứ quay thuộc Vương quốc Anh đó các bạn. Anh ta chả có thích gì về hội họa hết, cũng không có năng khiếu gì về nghệ thuật. Nói chung bình thường, giống như mình vậy đó, coi thì biết vậy thôi chứ không có thích đúng không? Vậy mà ảnh bị một cái chứng mộng du là cứ mỗi lần tối mà ảnh mộng du lúc đi ngủ á là thế nào ảnh cũng đi kiếm này kia ảnh vẽ, ảnh vẽ đầy tường đầy nhà ảnh luôn. Ảnh bị từ năm 4 tuổi rồi đến năm 16 tuổi thì thay vì vẽ trên tường ảnh để giấy tờ tùm lum trong nhà để mỗi lần ảnh mộng du thì ảnh vẽ lên trên những cái tờ giấy đó. Khi mà ảnh đặt camera thì ảnh thấy luôn là cái lúc ảnh đang ngủ tự nhiên dậy. Vẽ này vẽ nọ mà ảnh không hề biết vẽ cũng chả nhớ mình đã vẽ cái gì. Cho nên người ta gọi ảnh là Picasso mộng du các bạn. Vậy mà những cái bức tranh của ảnh vẽ lại bán được tới năm 000 bản anh một bức lần cho nên cái thời điểm đó ảnh sợ anh bị mất cái mộng du đó mất cái khả năng mộng du thì cái khả năng mộng du này kiếm tiền được còn một trường hợp khác nữa là vào tháng 5 năm 2009 có một cô bé tên là Richard War, là một học sinh lúc đó 18 tuổi tự nhiên đang ngủ dậy đang ngủ trên tầng 2 chứ ngồi dậy leo ra cửa sổ nhảy xuống khi lúc mà cổ té xuống một cái thì gia đình phát hiện các bạn đem đi bệnh viện mà vừa may mắn mà cũng kỳ lạ ở chỗ là cổ không có bị thương gì hết trơn Rồi lúc mà tỉnh dậy cô thấy cô đang ở bệnh viện Và cũng chả nhớ mình đã làm gì Không biết là mới vừa rồi mình mới vừa thực hiện một cái pha nhảy lầu ngoạn mục luôn <laughs> Mộng du nó ngộ vậy đó, các bạn Vậy thì những cái trường hợp mà Những người mộng du người ta không hề ý thức được là mình đang làm cái gì Vậy thì nếu xảy ra chuyện những người mộng du người ta giết người Phạm một cái trọng tội như vậy Thì sao? có xử tội người ta hay không Đối với cái trường hợp này thì trên thế giới nó đã có khoảng chừng 70 trường hợp Là đã thoát khỏi cái tội sát nhân nhờ cái chứng bệnh mộng du Và phải chứng minh được cái chứng bệnh mộng du này đối với kẻ sát nhân đó nha Thì cũng khoảng 70 trường hợp rồi Bây giờ mình sẽ đến cái vụ án thứ nhất là một trong những trường hợp tương tự như vậy nha các bạn Và đây có lẽ là một cái vụ án gọi là đầu tiên trong lịch sử tư pháp nước Anh về cái vấn đề mà sát nhân mộng du cái câu chuyện nó xảy ra vào cuối tháng 7 năm 2014 tại xứ quay thuộc Vương quốc Anh. Gia đình của ông Thomas 59 tuổi và vợ là Christine 57 tuổi. Hai người này đã kết hôn với nhau là gần 40 năm chung sống rồi. Nói chung tình cảm rất là đậm đà yêu thương nhau. Họ có hai người con gái thì cũng đã trưởng thành rồi. Trong một lần vào tháng 7 năm đó thì hai người tổ chức đi biển chơi Hai vợ chồng thôi Ông Thomas ông mới chở bả Bằng một cái chiếc xe mà dạng như xe nhà di động á các bạn Đến một cái vùng biển ở phía tây xứ quay để chơi Khi đậu ở cái bãi biển đó Thì đang tâm sự ngắm phong cảnh thì Hai người này bị làm phiền Bởi những cái người mà bán hàng rong xung quanh đó Người ta cứ đến người ta gõ cửa Người ta mời mua cái này mời mua cái kia các bạn thì nó bị mất đi cái sự riêng tư Cho nên hai người đã rời đi chỗ khác Đến một cái khu vực khác vắng vẻ Chỉ có hai người và chiếc xe thôi Cái ông Thomas này là ông bị cái bệnh mộng du Cho nên bình thường lúc mà ở nhà Là ông ngủ riêng giờ ông ngủ riêng Chứ không có ngủ chung để tránh gây nguy hiểm trong lúc ngủ các bạn Nhưng mà bây giờ trên cái xe di động đó Thì chỉ có chiếc xe, một cái giường trong xe thôi Với lại đang đi hâm nóng tình cảm mà cũng phải tèn tên này nọ nữa chứ cho nên là nằm chung với nhau rồi cộng thêm một cái bình thường thì ổng sẽ uống thuốc ổng uống thuốc đều nhưng mà ngày hôm đó do phải lái xe đường xa cho nên ổng lại ngưng uống thuốc một ngày ổng sợ uống thuốc vô nó sẽ có tác dụng phụ gây buồn ngủ hay gì đó lái xe nó sẽ nguy hiểm cho nên ông thomas ổng ngưng uống và cũng là cái lần ngưng uống đó mà cái sự chớ trêu đã xảy ra các bạn sáng ngày hôm sau lúc mà tỉnh dậy trên chiếc xe đó thì ông Thomas đã thấy vợ của ổng là bà Christine đã lạnh ngắt Bà đã chết từ lúc nào các bạn. Lúc đó thì chính ông Thomas trong ổng hốt hoảng rồi ổng gọi cho cảnh sát và ổng tự nhận luôn là chính ổng giết vợ ổng. Ổng nói là tối đó ổng mơ, Ông ổng ổng thấy là có những cái kẻ côn đồ nào đó tới áp sát vô xe ổng gõ cửa rồi phá cửa xe của ổng định đến để mà hành hung ổng với vợ ổng khi bà bị những cái kẻ côn đồ tấn công thì ổng mới dùng hết sức lực của mình để mà đánh lại tụi nó rồi sau đó ông chụp được một cái thằng giống như là thằng gọi là đầu sỏ rồi ổng mới bóp cổ ổng mới dùng hết sức ổng bóp cổ là trong mơ là ổng bóp cổ cái thằng côn đồ nhưng mà thật chất ở ngoài đời là ổng đã bóp cổ vợ ổng cho đến chết các bạn trong cái quá trình mà điều tra mở rộng Thì tất cả những cái người thân hay bạn bè của hai cái vợ chồng này Đều khẳng định chắc nịch là hai cái người này rất là thương yêu nhau Thomas cũng rất là thương yêu vợ Chưa bao giờ có cái gì mà gọi là làm cái gì có lỗi dở hết trơn Và hai người này rất là thường xuyên tay trong tay với nhau cùng nhau đi ăn tối Dù đã lớn tuổi rồi Và họ còn đã đặt một cái chuyến du lịch để chuẩn bị cho Cái kỷ niệm 40 năm ngày cưới là sẽ đi cùng với hai đứa con gái thì không có lý nào tự nhiên đùng một cái ông giết vợ như vậy khi ông ta bị bắt á các bác sĩ của trung tâm nghiên cứu về giấc ngủ được mời tới để kiểm tra sức khỏe cho thomas họ đã xây dựng lên một cái chương trình để nghiên cứu riêng về cái giấc ngủ của thomas khi mà ông ở trong tù lúc mà bị tạm giam á đó là đo sóng não nè đo những cái chuyển động của con mắt cầm các cơ bắp rồi các luồng khí khi mà ông hô hấp ở trong mũi á rồi những cái nồng độ oxy trong máu nói chung rất là nhiều thứ tùm lum cái máy dán 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 lên người để tìm ra cái cái, cái triệu chứng của ổng thì người ta thấy rằng rõ ràng là ổng có cái chứng mộng du rất là nặng. Cái biểu hiện của ổng là rõ ràng là một người mộng du luôn. Và các bác sĩ nói là các dấu hiệu đó gồm như là các bạn coi, coi, coi ai có giống vậy không nha. Giống như là cái hơi thở nó bị gián đoạn, thở bị đứt khúc với các bạn không có theo nhịp nó đều á chân tay thì cử động lặp đi lặp lại có một cái hành vi trong lúc ngủ thôi ví dụ quơ trái quơ phải là quơ trái quơ phải như cần gạt nước vậy quơ hoài vậy và những cái dấu hiệu đó thì nó đều xuất hiện cái lúc mà thomas ngủ hết cho nên người ta mới đi đến kết luận vậy và cái kết quả giám định y tế trong suốt thời gian 6 tháng mà Thomas bị tạm giam chờ ngày ra tòa đã chứng minh được rằng ông ta đã bị chứng rối loạn giấc ngủ kinh niên thường xuyên mộng du và tự đi đây đi đó trong lúc đang ngủ say trong một cái phạm vi hẹp hậu quả dẫn đến cái tình trạng là não bộ không kiểm soát được toàn bộ cái hành vi cơ thể rồi cái thời điểm gây án là ổng lại đột nhiên ngưng thuốc nữa cho nên nó mới xảy ra cái sự việc đáng tiếc như vậy và trong cái phiên tòa cuối cùng là để xử cái chuyện mà ổng có tội hay không có tội thì phía tòa án đã đồng ý với lại cái kết luận của cơ quan y tế là một nè và cho rằng đây là một trường hợp kỳ lạ tại vì bản thân ổng cũng không hề phủ nhận cái chuyện ổng giết vợ dạ. ổng nhận là ổng giết mà rồi ổng điện thoại báo cho cảnh sát nữa rồi ông ta là một người cha tốt trước giờ chưa bao giờ có những cái hành động nào mà ảnh hưởng tới gia đình và lối xóm hết cái chuyện này người thân và con cái của ổng đều công nhận vậy hết và theo cái luật pháp của xứ quay thuộc vương quốc anh ở cái thời điểm đó thì ông ta không phải chịu trách nhiệm với cái hành động đó bởi vì cái hành động đó nó diễn ra trong một tâm trạng vô thức và không thể làm chủ được bản thân kết luận là ông vô tội và được thao bổng đó đây là một trong những trường hợp giết người trong mộng du và được xử không có tội các bạn coi đến khúc này mà ông chồng nào mà tự nhiên lé lên một cái suy nghĩ gì đó về bà vợ ha xong rồi liếc qua cái con mắt liêm diêm liêm diêm mà cái miệng cười nham hiểm là, là, hiểu mấy ông nghĩ gì rồi ha <laughs> nhưng mà khoan khoan ngừng lại khoảng chừng là hai giây để chúng ta bước qua cái vụ án thứ hai để xem có được xử giống như vậy hay không nha cái vụ án thứ hai này thì nó nhiều tình tiết hơn và nó rùng rợn hơn nha các bạn vụ án thứ hai này nó xảy ra tại khu trung tâm phoenix bang arizona của mỹ vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 1 năm 1997 thì tại căn nhà của gia đình Falater đã phát ra những cái tiếng la hét rất là kinh hãi và có vài người hàng xóm người ta đã tò mò và nhìn qua hàng rào xem những cái diễn tiến bên đó là cái gì sau cái tiếng la hét đó thì người ta nhìn thấy cái cô vợ tên là Yamila đang nằm sõng xoài trên mặt đất và cơ thể đầy máu các bạn Đứng bên cạnh là người chồng của cô ta Tên là Scott Đang dùng dao đâm liên tục vào người của cô ta Cái người hàng xóm này sợ quá Lập tức chạy đi gọi cho 911 liền Một người hàng xóm khác cũng nghe thấy cái tiếng đó Và chứng kiến được cái khúc sau Là cái khúc Scott ấy, đẩy vợ mình xuống hồ bơi Và cái người hàng xóm này cũng hoảng hốt như cái người thứ nhất Gọi điện cho 911 liền hai cuộc điện thoại liên tiếp như vậy lập tức cảnh sát đã đến cái căn nhà này và khi họ đi vào bên trong thì thấy cái xác của cái cô vợ Jamila đang nổi lên bền ở trong cái hồ bơi mà cái hồ bơi lúc đó nó nhuộm đỏ hết luôn cảnh tượng rất là ghê rợn và khi đi thẳng vào bên trong phòng thì thấy Scott chồng cô ta kẻ mà mới bị báo là gây án đang nằm ngủ ngon lành trong nhà vậy cảnh sát đã đánh thức anh ta dậy và những đứa con hai cái đứa con của họ cũng đã dậy tuy nhiên thì tụi nó cái phòng quá kính không nghe được cái gì hết và lúc mà tỉnh dậy thì scott giống như bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra hết tự nhiên thấy cảnh sát chĩa súng vào đầu mình bắt cúi xuống và im lặng rồi cha còng vô tay anh ta một cái kịch như vậy đó anh ta không hề biết có chuyện gì xảy ra hết và tại trụ sở thì lực lượng chức năng người ta đã thẩm vấn scott nhưng mà khi mà Scott nghe đến cái thông tin là vợ mình bị chết thì dường như anh ta không tin nổi, mà đã vậy còn nói là chính anh ta giết vợ mình anh ta lại càng không tin. Anh ta rơi vào một cái trạng thái mà giống như là không hiểu giống tôi là ai, tôi đang ở đâu vậy. Anh ta trả lời rằng anh ta vẫn ngủ từ đêm hôm qua cho đến lúc mà cảnh sát ập vô nhà đánh thức anh ta dậy thì anh ta lúc đó mới dậy thôi anh ta không nhớ không biết chuyện gì nó xảy ra trong cái khoảng thời gian từ lúc người ta đi ngủ hết kết quả khám nghiệm hiện trường cũng như là khám nghiệm tử thi của Yamila các bạn thì người ta thống kê được là 44 nhát dao và có những cái vết thương nó nằm ở vị trí cánh tay các bạn chứng tỏ cô ta đã chống cự chống đỡ tuy nhiên thì vẫn không sống được người ta phát hiện ở trong phổi của nạn nhân có nước có nghĩa là lúc mà bị đẩy xuống hồ bơi là lúc đó cô ta vẫn còn sống khám xét toàn bộ ngôi nhà thì người ta tìm thấy quần áo dính máu của scott nằm ở trong một cái thùng nhựa và một con dao vẫn còn đẫm máu các bạn nằm ở trong cái khu vực mà trong cái xe phía sau người ta để cái lớp cái lớp xe dự phòng mà các bạn đó cái quần cái áo với cái con dao dính máu là nằm ở trong đó đó người ta nhận định rằng scott đã giấu quần áo và hung khí vào cái khu vực đó và sau đó đã rửa sạch vết máu trên người thay bộ đồ khác rồi mới đi ngủ và với những cái bằng chứng những cái mà cảnh sát đưa ra như vậy thì người ta nghĩ chắc chắn scott sẽ phải nhận tội thôi nó quá rõ ràng rồi nhưng mà anh ta vẫn nói là tôi vẫn không thể nhớ được cái chuyện gì xảy ra tôi không biết chuyện gì xảy ra trong cái đêm hôm đó hết tôi chỉ đi ngủ thôi anh ta cứ khẳng định như vậy thôi các bạn theo lời khai của anh ta thì vào ngày 16 tháng 1 năm 1997 là một ngày trước khi xảy ra án mạng thì hai vợ chồng đã thức dậy lúc 3 giờ sáng bởi cái âm thanh giống như có ai đó đi đi ngoài đường ngay cửa sổ lúc đó thì có mới đi ra ngoài kiểm tra rồi đi xung quanh ngôi nhà kiểm tra thì không thấy gì hết rồi hoành về phòng ngủ thì ngủ được có chút xíu là phải dậy đi làm rồi đến ngày hôm sau anh ta vẫn đi làm bình thường khi đi làm về thì ăn tối với vợ với hai con trò chuyện công việc y như mọi ngày vậy đó cũng không có gì hết trong cái bữa ăn tối á Jamila mới nói là cái máy bơm của cái hồ bơi nhà mình hình như nó bị gì chút nữa anh coi anh ra anh sửa thì khoảng 9 giờ tối cái ngày mà xảy ra án mạng thì Scott mới đi ra cái bể bơi ra cái chỗ mà để cái máy bơm để coi nó bị cái gì rồi sửa nhưng mà tối quá cho nên Scott đã đi vô nhà anh ta còn nhớ được cái dữ kiện là vợ anh ta ngồi xem tivi anh ta hung tạm biệt vợ gái rồi anh ta lên ngủ và sau đó là anh ta nói là không nhớ gì hết cho đến khi cảnh sát đến lời khai anh ta chỉ thống nhất như vậy từ đầu đến đuôi là như vậy thôi cái lúc mà nghe nói rằng vợ của anh ta bị chết bởi rất nhiều nhát đâm do chính anh ta làm các bạn có vẻ như scott đã choáng váng thật sự luôn cái cảm giác của một cái người mà không biết mình làm cái chuyện đó mà người ta cứ nói là mình làm á các bạn và nó là một cái sự kiện tan thương nữa suy nghĩ về cái vấn đề đó là tự nhiên các bạn thấy nó có cái gì đó nó ghê rợn rồi đúng không cảnh sát đã đặt rất là nhiều câu hỏi nhưng anh ta cũng chỉ trả lời đúng như vậy thôi khi mà mở rộng điều tra xung quanh thì các bạn bè và người thân cũng giống như trường hợp ở trên hồi nãy mình kể cũng đều rất là ngưỡng mộ gia đình này hai vợ chồng này hai cái người này là bạn học chung với nhau từ hồi nhỏ luôn từ hồi tiểu học luôn học chung với nhau đến lớn rồi kết hôn với nhau sanh ra hai đứa con rất là dễ thương rồi cuộc sống rất là hòa thuận bạn bè của cả hai người đều nhận thấy cái điều đó hết còn bà chị của scott thì nói rằng anh ta ngày xưa cũng đã có cái tiền sử bị bệnh mộng du rồi bà kể là hồi xưa cái lúc mà khoảng Scott khoảng 14-15 tuổi có một cái lần mà bà ngồi coi tivi khuya tự nhiên đùng cái thấy Scott đứng sau lưng bà đang ngồi trên cái ghế bà lắc lư lắc lư bà coi này. thì không biết 14 15 tuổi thì sức cũng mạnh nhưng mà để hất cả một cái ghế của bà chị đang nằm lắc lư bà chị cũng đâu phải nhỏ con mà hất được bà té xuống luôn các bạn vậy mà sau đó Scott không hề biết cái chuyện gì hết thì từ đó gia đình mới biết là Khứa này đã bị mộng du rồi Rồi đến năm khoảng Scott 20 tuổi Cũng một lần cũng bà chị Phát hiện ra Tự nhiên Scott đi lang thang lang thang trong bếp Cứ đi ra cửa sau Rồi đi vô bếp Rồi đi ra cửa sau Cứ đi qua đi lại vậy Bà mới chạy tới bản ngăn Scott lại sợ nó đi thẳng ra ngoài luôn Thì nguy hiểm Thì lúc mà đụng vô người Scott nó Giống như Scott nó giật mình tỉnh dậy các bạn Lập tức khứa giơ tay lên đánh bà chị liền luôn và bà chị nói là cái lúc đó cái mặt của scott nhìn rất là hung dữ rất là đáng sợ luôn thì có vẻ như cái mộng du này nó không phải là cái mộng du lành tính này. cái mộng du này là nó có cái bạo lực ở trong cái giấc mơ rồi và mẹ của scott cũng xác nhận điều đó cũng xác nhận rằng có nhiều lần đã từng thấy scott nửa đêm tự nhiên ngồi dậy ra lấy đồng phục quần áo mặc vô chỉnh tài luôn giống như chuẩn bị đi học vậy đó Mặc dù đang đêm, đang hôm, đang ngủ luôn Và ngày hôm sau Bà ta nói những cái chuyện đó Thì nghe giống như chuyện cười thôi Chứ Scott không nhớ được một cái điểm gì Của cái đêm hôm qua hết Cái triệu chứng của mộng du nó là như vậy Sau đó thì các bác sĩ cũng đã tiến hành Thực hiện cái nghiên cứu về giấc ngủ của Scott Thì cũng cho nhận định rằng Anh ta có khả năng rất cao là đã mắc cái chứng mộng du này một chuyên gia về rối loạn giấc ngủ đã đưa ra cái giả thuyết của cái tình trạng đêm hôm đó là như vậy cái lúc mà ra sửa máy bơm nhưng mà tối quá không sửa được hoành vô đi ngủ thì nó bắt đầu vậy trong đầu vẫn đang nghĩ về cái máy bơm rồi đi ngủ nhưng mà trong cái giấc ngủ lúc mộng du thì anh ta nghĩ rằng mình phải đi sửa máy bơm cho nên đã cầm theo đèn pin và dao để ra cắt cái dòng nhựa bảo vệ cái máy bơm để mà sửa rồi trong cái lúc mà đang húy hoáy trong cái giấc mộng du đối với cái máy bơm đó thì có vẻ như là yamila đã ra gọi anh ta và làm anh ta giật mình và phản xạ của anh ta cái bạo lực trong cái mộng du của anh ta đã sẵn con dao trên tay thì bị giật mình và nó đâm liên tiếp cho vợ mình và cái nhận định đó của ông ta đã được nhiều cái sự đồng tình của những cái người mà phân tích về tâm lý và những người về giấc ngủ về bệnh mộng du các bạn nhưng mà cũng có nhiều cái chuyên gia người ta lại có lập luận ngược lại như thế này đó là cái quan điểm của họ về mộng du là những người mộng du không có phân biệt được ngày và đêm vậy tại sao phải đi lấy cái đèn pin lấy con dao là ok ra sửa đồ lấy con dao ra sửa mấy bơm nhưng mà lấy theo đèn pin làm gì sao biết lúc đó đêm người mộng du theo cái quan điểm như tại vì nghiên cứu vậy cái bệnh mộng du này nó là một cái gì nó vẫn còn là bí ẩn các bạn nó cũng có nhiều cái tranh cãi với nhau lắm nó không có rõ ràng như những căn bệnh khác được đâu thì người ta nói là không có phân biệt ngày đêm mắt mới gì lấy đèn pin là một cái điều cái thứ hai nữa mộng du cũng có thể sẽ diễn ra những cái hành động nhưng mà nó không được quá phức tạp như vậy nó cũng vừa vừa thí dụ như cái chuyện đâm chết vợ hất xuống hồ bơi đó có thể là hành động của Mộng Du, đúng, nhưng mà cái hành động mà làm cho Scott sau này không được xử chắn án là anh ta thay quần áo, biết bỏ quần áo dính máu và con dao giấu vô trong cái chỗ để lớp xe phụ của cái xe hơi của mình. Rồi biết lau dít máu, rồi thay đồ nữa chứ, thay một bộ đồ khác sạch tươm đi ngủ hôm sau cảnh sát phát hiện là anh ta đang trong cái bộ đồ không có dính máu các bạn thì rất là nhiều chuyên gia kêu rằng những cái hành động mà phức tạp như vậy trong cái mộng du là bất thường nó quá nhiều tầng nhiều lớp mộng du bình thường khó mà làm được như vậy lắm như vậy là có khả năng scott đã có nhận thức và có ý thức về việc của anh ta làm và khả năng là anh ta tỉnh táo lúc anh ta giết vợ các bạn và những cái chứng cứ này đã thuyết phục được công tố viên Scott đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 Cuối cùng thì vào ngày 25 tháng 6 năm 1999 Thì bộ đẩm đoàn đã kết luận là Scott có tội Tuy nhiên thì thay vì tử hình Thì anh ta được giảm án xuống còn trung thân Tuy nhiên nó vẫn có nhiều cái tranh cãi Tại vì mãi sau này người ta cũng không thể nào Cảm thấy nó trọn vẹn trong cái vụ án này Bởi vì không tìm ra được cái động cơ Scott không hề có một cái động cơ gì để giết vợ Cuộc sống cũng đang hạnh phúc Cũng không hề có cái chuyện mua bảo hiểm Hay vì món bảo hiểm hay là cái gì Mà đã vậy giết lộ như vậy nữa Ngay ở trong nhà cặp dách còn rất là nhiều hàng xóm Mà sử dụng cái cách giết người mà để bị la hét lên như vậy nó cũng không hợp lý lắm Nói chung là chia hai phe ra 50-50 Một bên thì nói là giết người trong lúc mộng du đó Còn một bên thì nói vẫn có những cái điều cho thấy rằng hắn tỉnh táo trong lúc thực hiện cái hành vi đó Cho nên là nó cũng diễn ra hoài những cái cuộc tranh cãi giống như vậy Kêu giết người phải có động cơ Sao hắn đâu có động cơ Không ai tìm được cái động cơ gì Chả có mục đích gì Chả được cái gì Trong cái hành động mà Xử lý vợ của mình như vậy hết thì là mộng du chứ gì mà mấy người kia nói mộng du là không thể nào biết được giấu đồ giấu đạt giấu mấy cái đồ dính máu rồi mặc đồ khác như vậy đâu đó nó cứ tranh cãi nhau suốt như vậy nhưng mà cuối cùng thì tòa án thì cũng đã quyết định như vậy rồi tuy nhiên thì trong những cuộc phỏng vấn thì thấy là trong lòng các đứa con thì tuy là bố đi tù vậy nhưng mà những đứa con nó vẫn tin là bố nó vô tội giết người trong cơn mộng du thôi chứ không phải bố nó cố tình hay là có chuyện gì với mẹ nó thì cái đó cũng là một cái niềm an ủi nữa. thường xuyên đến thăm ông già trong tù như vậy thì cũng nói chung về mặt tình cảm thì cũng còn tương đối cũng đỡ tuổi thân và thời gian trong tù thì scott vẫn luôn nói rằng luôn luôn nhớ đến vợ mình và khuyên những người nào mà bị bệnh mộng du thì nhớ phải chữa trị cho sớm chứ đừng để nó đôi khi nó xảy ra những hệ lụy giống như anh ta thì không thể nào mà đỡ được hết đây là hai cái vụ án mà mình muốn kể cho các bạn nghe về mộng du đó các bạn và trước khi kết thúc video này thì mình có hai điều muốn nói với các bạn là sau khi coi video này xong thì một là nếu có ai mượn tiền mình thì nhớ phải coi kỹ người ta có trong trạng thái mộng du hay không có nhiều đứa nó mượn tiền mà hình như nó mộng du thường xuyên các bạn đến lúc kêu nó trả là nó quên nó không nhớ nó mượn mình luôn á cho nên phải đề phòng cái chuyện đó cái thứ hai nữa là ông chồng nào mà đang bị vợ mà 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 ăn hiếp rồi đó giờ mà mình không dám lên tiếng á thì gửi cái video này cho bả coi sau đó nhắn tin cho bả hay là nói cho bả biết là như vậy nè hình như dạo này anh bị bệnh mộng du rồi em liệu mà đối xử tốt với anh chứ không thôi lúc mộng du anh không biết là anh làm cái gì đâu